Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn ngủ bóng đá. Bản tin bóng đá ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều 31 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đón liên tiếp tin vui trước thêm đấu Philippines, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi. Kính thưa quý vị, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ra mắt người hâm mộ trong cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Đây có thể xem là trận đấu dễ thở nhất với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đối thủ này không được đánh giá cao bằng Iraq. Đội tuyển Việt Nam vừa đón thông tin vô cùng phấn khởi thứ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Sáng nay ngày 31 tháng 5, có thông tin rằng Nguyễn Hoàng Đức đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng cùng đội tuyển hội quân vào ngày mai mùng 1 tháng 6. Điều này thực sự là một tin tức đáng mừng, nhất là khi mà ngay sát ngày đội tuyển Việt Nam hội quân. Thông tin về việc anh gặp chấn thương đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Đã có không ít người lo lắng khi Hoàng Đức dính chấn thương ở vòng 21 V-League khi thể công Việt theo gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngôi sao quê Hải Dương phải rời sân ở phút 68 vì bị đau. Sau đó, huấn luyện viên Đức Thắng cũng xác nhận Hoàng Đức chấn thương trong hiệp 1, tôi rút Đức ra sớm để giữ cho cậu ấy. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Hoàng Đức đã tốt. Sự trở lại của Nguyễn Hoàng Đức là tin cực vui không chỉ cho Viettel FC mà còn cả đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ 26 tuổi là mắt xích quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam, cả dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây và giờ là huấn luyện viên Kim Sang-sik. Để đối phó với nguy cơ bị bắt bài, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố sẽ cho các cầu thủ Việt Nam tập luyện chiến thuật mới, nhưng khả năng thực thi còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Trước đây, cựu huấn luyện viên Park Hang-seo luôn sử dụng sơ đồ hình tháp 5-4-1, tức là 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và 1 tiền đạo. Việt Nam tạo ra hình khối tháp này trong giai đoạn phòng ngự khi có đủ thời gian để các cầu thủ lùi xuống và giữ cự ly đội hình. Còn khi có bóng, hai tiền vệ biên đẩy lên cao như tiền đạo cánh, tức là Việt Nam có thể dùng ba cầu thủ tấn công trên sân. Ở hai trận đấu với Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn thử nghiệm sơ đồ 5-3-2 so với 5-4-1, giải pháp mới thêm nhiều về tấn công hơn. Với ba tiền vệ, hai tiền đạo, ba tiền vệ khi dựng khối phòng ngự sẽ ra ngang, nhưng khi có bóng, hai người đẩy lên chơi như tiền vệ tấn công, người còn lại đứng thấp hơn để làm bóng. Khi đó thầy Kim có thể dùng bốn cầu thủ tấn công. Ở đây 5-4-1 chính là chiến thuật quen thuộc của Việt Nam, còn 5-3-2 là chiến thuật mới mà ông Kim đang cố gắng giúp cho cầu thủ lĩnh hội. Có thêm ít nhất hai nguyên nhân khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn chuyển sang 5-3-2 trong đợt tập trung lần này. Đầu tiên là Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đáng tin cậy như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải. Ngoài Nguyễn Tiến Linh quen đá cắm, các cầu thủ còn lại đều chơi được gần như ở mọi vị trí trên hàng công. Thứ hai, Việt Nam cần giành tối đa 6 điểm trong hai trận còn lại để nuôi hy vọng vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Nguyên nhân trên khiến cho nhà cầm quân Hàn Quốc muốn đẩy một tiền vệ lên chơi tiền đạo, vừa thêm sắt cho một cầu thủ tấn công. Với mục tiêu thắng Philippines và Iraq bằng mọi giá, Quang Hải và Hoàng Đức có thể chơi như tiền vệ công, phía sau Tiến Linh và Văn Toàn. Tuấn Hải cũng có thể chạm trán vị trí của Văn Toàn hoặc Hoàng Đức. Vị trí tiền đạo vốn đã quen thuộc với Tuấn Hải. Vấn đề của 5-3-2 là khi phòng ngự, Việt Nam chỉ còn 3 người ở tuyến giữa. Khi đối phương tấn công cánh, các tiền vệ công sẽ phải dạt sang để hỗ trợ hậu vệ biên. Nếu họ không bọc lót kịp thời, hậu vệ biên có thể bị vượt qua và dẫn đến những quạt tạt nguy hiểm từ đối thủ. Và khi tiền vệ công đã giạt ra biên, hai tiền vệ còn lại cũng phải biết di chuyển theo để duy trì cự ly đội hình, tránh lộ ra khoảng trống trước mặt hàng thủ. Sơ đồ 532 vốn cũng chẳng quá xa lạ với các cầu thủ Việt Nam khi tấn công, vì khi chơi với 541, đội tuyển thường xoay về 532 bằng cách đẩy một tiền vệ cánh thường là Quang Hải vào đá tiền vệ trung tâm, còn tiền vệ cánh đối diện như Hoàng Đức sẽ đẩy lên chơi như tiền đạo. Sự đa năng của những cầu thủ tấn công giúp huấn luyện viên Kim Giang Xích có thêm lựa chọn tùy vào kịch bản trận đấu, nhưng khối phòng ngự của đội hình vẫn hình tháp. Nhưng trong phòng ngự, xoay từ 5-3-2 về 5-4-1 rắc rối hơn, vì khi chuyển từ thủ sang công, Việt Nam có thể truyền bóng qua lại trong lúc chờ các cầu thủ tấn công bắt đầu hoán đổi vị trí để xoay sang 5-3-2. Nhưng khi xoay từ công về thủ, nếu không kịp thiết lập khối hình tháp, Việt Nam có thể bị phản công chấp nhoáng. Còn như phòng ngự với khối 5-3-2 như nói ở trên, tiềm ẩn nhiều lỗ hổng hơn 5-4-1, việc thầy Kim chủ động tiết lộ chiến thuật cho giới truyền thông là bất ngờ. Không loại trừ khả năng, huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ tung hỏa mù, khiến đối phương phân tâm khi điều tra về Việt Nam. Dù thế nào, bức màn bí ẩn mà ông Kim tạo ra xung quanh đội tuyển sẽ đem lại nhiều điều thú vị một khi được vén lên ở hai trận quyết đấu sắp tới. Bóng đá Việt sau một năm không có ông Park Người hâm mộ chuyển từ háo hức chờ đợi mới mẻ sang thất vọng ê chề. Sau 5 năm dưới thời của ông Park, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc dù vẫn chưa hoàn toàn vượt qua người Thái với hai lần thất bại trước họ trong hai kỳ AFF Cup liên tiếp. Thế nhưng trong khu vực Đông Nam Á, về thành tích chung, chúng ta đứng đầu bao gồm bóng đá trẻ Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASEAN 2018, vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp, bất bại ở Đông Nam Á ở tất cả các giải đấu trẻ. Thất bại duy nhất của ông Park là ở U23 châu Á 2020. Đội tuyển quốc gia vô địch AFF 2018, Á quân King Cup 2019 ở Thái Lan, tứ kết ASEAN Cup 2019, Á quân AFF Cup 2022 vào vòng loại 3 World Cup 2022 giành được 4 điểm, ghi 8 bàn là đội duy nhất giành được một trận thắng ở vòng loại này. Về lối chơi, nhiều người nghĩ ông Park tử thủ, nhưng số liệu thống kê ở vòng loại 3 thì Việt Nam ghi được 8 bàn, giành được 4 điểm. Thái Lan ở vòng loại 3 World Cup 2022 là 2 điểm và 6 bàn, dù biết họ đến là đội tấn công tốt nhất Đông Nam Á. Việt Nam gặp các đội mạnh châu Á thường đá phòng ngự chặt, ít kiểm soát bóng và tìm cách đưa bóng lên nhanh nhất có thể, nhưng khi cần chúng ta vẫn có thể tấn công tốt. Như trong trận gặp Australia trên sân Mỹ Đình, dù thua, nhưng chúng ta có tới 11 cú sút về khung thành đối phương, hai lần trùng đích. Australia dứt điểm 6 lần, một lần trùng đích. Hay như trong trận gặp Jordan tại ASEAN Cup 2019, đội tuyển Jordan khi đó đứng nhất bảng có Australia, khi đó là đương kim vô địch. Với tuyến giữa có Khalil và nhiều bài báo phân tích là anh này còn khỏe hơn cả Kante. Nhưng cách chúng ta pressing và tấn công áp đảo họ trong cả hiệp 2 và hiệp phụ, đến nỗi cả trận họ không có nổi một quả phạt góc, chứng tỏ khi cần chúng ta vẫn có thể tấn công rất tốt. Ở Đông Nam Á, trừ Thái Lan, các đội khác chúng ta đều chơi áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng hay số cú sút. Đơn cử là trong trận thua Thái 0-2 trên sân Thái năm 2020. Chúng ta kiểm soát 47%, nhưng sút không thành 14 lần với một lần chạm xà, một lần chạm cột. Tuyển Thái Lan sút chỉ có 6. Những thống kê như trên chứng tỏ ở thời của ông Bắc, dù cấp trẻ hay đội tuyển, chúng ta tấn công vẫn rất tốt và phòng thủ cũng hiệu quả trong giới hạn của một đội bóng Đông Nam Á. Về thể lực, ông Chozer nói cầu thủ Việt Nam chỉ chạy được 60 đến 70 phút. Điều này chỉ đúng một phần, nhưng với lối chơi hợp lý, chúng ta có thể thi đấu sòng phẳng 120 phút với đối phương đến từ các khu vực khác. Đơn cử là giải U23 châu Á 2018. Ba trận liên tiếp chúng ta đều đá đủ 120 phút, nhưng vẫn chạy tốt. Đeo bám được hai đỉnh điểm là áp đảo Jordan suốt 120 phút ở ASEAN Cup 2019. Về nhân sự, Ông Park tiếp nhận lứa công phượng Quang Hải được đánh giá là lứa tài năng nhất trong những năm đó của Việt Nam. Đặc biệt là lứa Quang Hải được tham dự giải U20 thế giới, nhưng lại thất bại hầu hết ở các kỳ SEA Games 2015, 2017 và AFF Cup 2018. Ông Park vẫn giữ lại những thành phần đó nhưng bổ sung thêm các gương mặt kinh nghiệm và đầy sức mạnh như Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, đặc biệt là Anh Đức để hướng dẫn cho các cầu thủ trẻ, và chính anh Đức ghi bàn duy nhất trong trận chung kết AFF Cup giúp cho Việt Nam vô địch và hạ Thái Lan ở King Cup 2019. Bộ khung lúc đó là Quế Ngọc Hải phòng ngự, Huy Hùng tuyến giữa, anh Đức tuyến trên. Đến ASEAN Cup thì chúng ta có phát hiện thêm Hùng Dũng và Trọng Hoàng, Công Phượng từ đá cánh chuyển thành tiền đạo mục tiêu và đây là giải đấu hay nhất của Phượng. Đến vòng loại 2 World Cup 2018, phát hiện thêm Hoàng Đức, Huy Hùng lúc này mất phòng độ và không còn được triệu tập. Tiến Linh được đá chính nhiều hơn trước. Trước đó Tiến Linh chỉ đá dự bị. Đến vòng loại 3 thì có thêm Tuấn Hải, Việt Anh, Thanh Bình, Tấn Tài. Trường hợp đáng tiếc nhất trong vấn đề nhân sự là cách sử dụng đình trọng khiến cho cầu thủ này chấn thương liên miên và mất luôn phong độ. Về cách sử dụng các cầu thủ trẻ, trong các đợt tập trung đội tuyển, luôn có một nhóm các cầu thủ trẻ được triệu tập bên cạnh các cầu thủ kinh nghiệm, để họ học tập dần dần và có những trưởng thành và chiếm xuất đá chính của đàn anh. Có thể kể đến như Hoàng Đức, Tuấn Hải hay Văn Khang ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới của Ấn Độ cho đội tuyển quốc gia năm 2022 khi mới 19 tuổi. Nhầm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 2022. Tóm lại, thời ông Park đã làm tốt nhất có thể những gì mà ông có trong tay với một lối chơi hợp lý giúp Việt Nam đạt được những thành tựu trước giờ chưa bao giờ có. Dù về cuối nhiệm kỳ, các đối thủ dần bắt bài ông Park, nhưng trước Indonesia hay Malaysia, chúng ta vẫn là ông kẹ. Về lứa trẻ, nhiều người nói lứa này là kém nhất trong 10 năm qua. Tôi không đồng ý điều này khi nhìn về những gì họ đạt được. Vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch SEA Games 2022 với thành tích không thể thủng lưới, lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022. Nhiều cầu thủ đã được ăn cơm tuyển thường xuyên dưới thời ông Bắc như Van Đô, Văn Khang, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh. Trong bóng đá trẻ Đông Nam Á, nếu lứa này yếu kém thì chắc các đội Đông Nam Á khác còn kém hơn. Về các cầu thủ kinh nghiệm, nhiều người đã xuống phong độ nhưng không phải tất cả. Họ vẫn là nhân tố chính ở câu lạc bộ như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải, Thanh Bình, Việt Anh và họ đủ sức thi đấu cho đội tuyển. Nhưng khi được trụ tập, họ lại ít khi có dịp ra sân, chủ Tuấn Anh. Hùng Dũng vẫn chạy miệt mài khi được đá, Hoàng Đức vẫn tung ra các đường truyền chọc khe tinh tế. Tuấn Hải vẫn hoạt động không ngại va chạm, chứng tỏ họ vẫn đẳng cấp và khao khát được công hiến. Về thể lực, các cầu thủ Việt Nam hiện nay đá tới phút 70 là hết hơi, theo đúng như lời của ông Châu Giờ. Nhưng như vậy là lỗi cầu thủ hay lỗi huấn luyện viên? Vì ông ấy là người chọn các cầu thủ, chiến thuật cũng là ông ấy chọn. Cầu thủ không phân phối sức hợp lý là tự cầu thủ ấy hay chiến thuật đòi hỏi. Về lối chơi, ở SEA Games, dù gặp đối thủ yếu hay mạnh thì các cầu thủ Việt Nam vẫn đá rất chán cứ đến một phần ba sân đối phương chúng ta thường loay hoay không biết làm gì đơn cử là ở vòng bảng có những trận chúng ta tấn công cực kỳ bế tắc trước các đối thủ từ lào malaysia singapore khi mở tỷ số ở hiệp hai chúng ta mới tấn công tốt lên một chút ở đội tuyển thì càng tệ hơn chúng ta không thủ được mà tấn công cũng không xong tóm lại sau một năm từ háo hức được chứng kiến sự đổi mới của tuyển việt nam thì bây giờ chỉ còn lại là một nỗi thất vọng ê chề Đội tuyển bây giờ giống như một đội tuyển tham dự Olympic hơn là một đội tuyển tập hợp tinh hoa của một nền bóng đá. Câu hỏi đặt ra, liệu rằng chúng ta nên phát triển bóng đá Việt Nam theo cách kế thừa với di sản của ông Park hay là tiếp tục kiên trì với sự cách tân của ông Philip Schroeder? Với thách thức dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik, phải bắt đầu công việc khó khăn bằng một trận đấu chính thức quả là một trải nghiệm không mấy hợp lý với một người gần như không có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia chỉ vài ngày đi tập luyện không có lấy một trận giao hữu cho đội hình chỉ có một chút an ủi là đối thủ sắp đến bị đánh giá thấp hơn chúng ta lại có lợi thế sân nhà nhưng đúng là chưa có huấn luyện viên đội tuyển nào rơi vào hoàn cảnh giống như ông kim và nếu ông say sở được thì rất đáng khen dù sao trong cái không hay thì ông kim sang xích cũng có sự may mắn là không phải chịu quá nhiều áp lực những gì mà ông cần phải làm sắp đến chỉ là làm sao để biến một đội tuyển đang tốt thành tốt hơn Bối cảnh hiện tại khác với lúc ông Philip Schroeder mới nhận nhiệm sở. Khi đó, chúng ta đang tham vọng trở thành một trong các đội bóng tốt nhất của châu Lục. Lúc đó, đội tuyển Việt Nam từng vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup, ở rất gần chỗ trong top 10 châu Á. Vậy nhưng chỉ cần nôn nóng đi nhanh một chút thì thất bại liên tục đến và kéo lùi bóng đá Việt Nam về vị trí cũ. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Ăn ngủ bóng đá. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất mỗi ngày của chúng tôi khi lên sóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.